Sáng ngày 6 tháng 6 năm 2024, chi bộ dân quân thuộc Đảng bộ Phòng Tham Bưu, Đảng bộ quân sự tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 6 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Theo dự thảo báo cáo tháng 5 năm 2024, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo ban dân quân và ban quân lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo nghị quyết đã đề ra. Như thực hiện làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tại buổi sinh hoạt cán bộ, đảng viên trong chi bộ cũng đã phát biểu ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm mà chi bộ cần tập trung lãnh đạo trong tháng 6 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã biểu dương cấp ủy, chi bộ ban dân quân đã làm tốt công tác chuẩn bị và đánh giá cao về chất lượng của buổi sinh hoạt đồng thời yêu cầu cấp ủy chi bộ phải duy trì nghiêm túc thường xuyên chế độ nền nếp sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định